Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Ba quả giá thăm hàng loạt kiosk ngùn ngụt cháy giữa đêm. Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào khoảng 1 giờ 17 phút ngày 3 tháng 3 tại chợ Hiếu, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Theo người dân sinh sống xung quanh chợ này cho biết, ở điểm trên, một gian hàng ở ngoài đình chợ phía Nam bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các gian bên cạnh. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng báo cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi người dân ra dùng nước bình cứu hỏa để dập lửa. Do hầu hết các mặt hàng buôn bán ở những cửa hàng này chủ yếu là đồ nhựa dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan rộng ra khó kiểm soát. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phòng chống chữa cháy, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã huy động 8 xe cứu hỏa, gần hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa cứu trợ. Bên cạnh đó, công an thị xã Thái Hòa, ban chỉ huy quân sự thị xã và chính quyền địa phương Hòa Hiếu đã huy động lực lượng cùng rất đông người dân đến cứu hỏa, di dời tài sản nhưng cửa hàng kế bên, tránh lây lan qua thiệt hại lớn. Thiếu tá Hoàng Trọng Tội, phó cảnh sát chữa cháy số 3 cho biết, chúng tôi đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng 28 cán bộ chiến sĩ đến tận hiện trường để phối hợp với lực lượng địa phương dập lửa và cứu trợ. Chúng tôi đã phải tháo gỡ mái nhà, tạo một hành lang đám cháy lan rộng và cứu không cho lây lan sang 650 kiosk ở khu chợ này. Gần sau 1 giờ đám cháy mới được khống chế. Hiện nguyên nhân đám cháy được đang điều tra. Sau hơn 1 giờ bật lộn với đám cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, rất nhiều đồ đạc, tài sản đã bị cháy rụi. Tại hiện trường, 8 cửa hàng kiosk bị cháy, hư hỏng hoàn toàn. Các tài sản hàng hóa bị lửa cháy rụi. Ngoài ra, còn 3 cửa hàng kiosk cũng đang dở, may mắn đã kịp thời. Ước tính thiệt hại vụ cháy khoảng gần 2 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy kinh hoàng này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn như theo dõi này, gặp lại video clip tiếp, nhớ like, share, nhấn subscribe.